Hồng Sơn rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Trang địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Và sau đây sẽ là những nội dung chính có trong chương trình. Năm 2017 được coi là năm khởi sắc của du lịch Diễn Châu. Kỳ Sơn, bà con nông dân tích cực sản xuất vụ hè thu năm 2017. Phong trào thương bệnh binh vươn lên làm kinh tế giỏi ở Đô Lương. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017 được coi là năm khởi sắc của du lịch Diễn Châu. Cùng với công tác quảng bá thì việc chú trọng đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, tập huấn kỹ năng phục vụ đã góp phần thu hút khách về tham quan, nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch. Khu du lịch sinh thái Mường Thanh ở xã Diễn Lâm được coi là điểm nhấn của du lịch Diễn Châu. Đây là tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí bao gồm nhiều hạng mục với mức đầu tư trên 3.000 tỷ đồng. Cùng với việc tăng cường đầu tư hạng mục mới, đổi mới phong cách phục vụ, nên 6 tháng năm 2017, doanh thu của khu sinh thái đạt 16 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 6, có tới 50.000 lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng, đạt doanh thu gần 8 tỷ đồng. Lần đầu tiên mới đến với khu sinh thái Mường Thanh thì em thấy nơi đây khung cảnh rất là xinh đẹp, không khí trong lành và khuôn viên rất là rộng rãi, có nhiều cảnh đẹp để bọn em có thể vui chơi và chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc tươi đẹp cùng với bạn bè. Trước mắt thì chúng tôi sẽ tập trung vào các cái giải pháp kích cầu, tăng cái lượng người đến vào đầu tuần và có những cái biện pháp như là giảm giá sâu các cái dịch vụ. Thì chúng tôi cũng có thêm những cái chiến lược mới, bổ sung thêm các cái hạng mục, các cái trang thiết bị để làm thế nào đó nâng cao cái chất lượng dịch vụ. Cùng với sinh thái thì du lịch biển cũng là điểm đến ấn tượng của Diễn Châu. Năm nay là năm đầu tiên huyện tổ chức khai trương mùa du lịch biển. Cùng với đó, các khách sạn được đầu tư hàng chục tỷ đồng để nâng cấp đã tạo nên diện mạo mới hấp dẫn. Vì vậy, từ đầu mùa hè đến nay, khu du lịch biển Diễn Thành thu hút gần 35.000 lượt khách, doanh thu hơn 20 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Chính quyền tập trung quan tâm các cái khâu tổng đoàn vệ sinh, an ninh trật tự, rồi cho các hộ đăng ký cam kết các cái khâu an toàn vệ sinh thực phẩm, rồi các cái nội quy quy chế đối với khu du lịch biển để đảm bảo du khách đến tắm biển và nghỉ dưỡng vui vẻ, an toàn. Có thể nói năm 2017 là năm có nhiều bước ngoặt mới với du lịch Diễn Châu. Hiện có 5 dự án lớn xây dựng mới đưa vào sử dụng và đang khởi công với tổng nguồn vốn lên tới 5.850 tỷ đồng như khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, giai đoạn 1 Chùa Cổ Am, quy hoạch khu du lịch biển Cửa Hiền, Diễn An diện tích 118 hectare và khu quần thể văn hóa tâm linh Đền Cuông, hạ tầng du lịch biển Hòn Câu, Diễn Hải. Để du lịch Diễn Châu trở thành thế mạnh, huyện cũng đã xây dựng đề án phát triển 2016-2020. Trong đó quan tâm trọng điểm là du lịch sinh thái, du lịch biển và du lịch tâm linh hướng về cội nguồn. Từng năm một thì có những cái kế hoạch cụ thể, nhưng nhấn mạnh nhất vẫn là công tác là ổn định cái tình hình môi trường, rồi kể cả về mặt kinh doanh của các cái điểm du lịch, thường xuyên là kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở, phối hợp với các cái tổ chức, các cái tour du lịch, rồi công ty lữ hành để giới thiệu và kết nối với các cái điểm du lịch ngoài huyện để du khách có những cái tour đi nó phù hợp. 6 tháng đầu năm, doanh thu từ du lịch của Diễn Châu đạt trên 65 tỷ đồng, tăng trên 15 tỷ đồng so với cùng kỳ. Số lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trên 100.000 lượt. Diễn Châu được đánh giá là một trong những huyện trọng điểm về du lịch của Nghệ An. Đây chính là thế mạnh để địa phương tiếp tục có những bước đi mới, đưa du lịch phát triển xứng tầm với tiềm năng sẵn có. Tạm biệt du lịch biển Diễn Châu, chúng ta cùng đến với huyện vùng cao Kỳ Sơn. Thưa quý vị và các bạn, xác định vụ hè thu là vụ chính trong năm, bà con nông dân xã biên giới Na Loi, huyện Kỳ Sơn đang khẩn trương hoàn thành gieo cấy gần 100 hectare lúa nước và 350 hectare lúa rẫy. Để đẩy nhanh tiến độ, gieo cấy đúng khung thời vụ, người dân đã chủ động đầu tư nông cụ, vật tư nông nghiệp và tăng cường nhân lực đẩy mạnh tiến độ sản xuất ngay từ đầu mùa. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, cũng như để đảm bảo cấy đúng lịch nông vụ, những ngày này, gia đình chị Lô Thị Hoa, bản Na Khướng, xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn đang tập trung nhân lực ra đồng gieo cấy hết toàn bộ diện tích đất ruộng. Để hạn chế dịch bệnh và thích ứng với thời tiết, nên toàn bộ hơn 1.500 m2 đất ruộng đã được gia đình gieo cấy bằng giống lúa thuần của địa phương.
Đây là lúa tè đặc sản của vùng này. Hôm nay do thời tiết thuận lợi, tôi cùng một gia đình đang neo người cho nên nhờ đến bà con dân bản để tranh thủ cải giúp. Diện tích thì ít cho nên gia đình là sử dụng cái tẻ thơm để đạt năng suất cao hơn, vừa có chất lượng và hiệu quả. Trước đây bà con nông dân chỉ phụ thuộc vào sức kéo của gia súc, còn năng suất thì phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên. Riêng 2 năm trở lại đây, nhiều gia đình ở Na Loi đã tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa nhiều nông cụ vào hỗ trợ sản xuất. Điều này đã góp phần đẩy nhanh tiến độ, hạn chế sâu bệnh gây hại, góp phần tăng năng suất mùa vụ. Trước đây thì người dân chủ yếu sản xuất thì làm bằng thủ công, nhưng mà sau khi người dân cũng đã áp dụng theo khoa học kỹ thuật thứ nhất, thứ hai là để mà tạo một kiện giúp sức dân thì mua được sắm được cái máy để mà thứ nhất là cho kịp cái thời vụ, rồi thứ hai là để mà dùng cái máy này để thay cái sức người để có những cái năng suất được cao hơn. Mà sau khi người dân thực hiện được là làm về có cái kỹ thuật làm cái đồ ruộng thì cũng như là diện tích rẫy là càng ngày càng được giảm. Xác định là vụ chính trong năm, cũng như hạn chế ruộng bị bỏ hoang, nên vụ hè thu 2017, xã Na Loi phấn đấu gieo cấy trên 100 hectare lúa nước, tăng 20 hectare so với năm trước. Để phòng tránh nguy cơ thiếu nước, 100% kênh mương nội đồng trên địa bàn xã đã tu sửa và bê tông hóa. Đồng thời, xã cũng tích cực vận động bà con nông dân ra quân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy trước và trong mùa vụ. Ngoài ra, cùng với phong trào, quân và dân cùng làm, trong vụ hè thu này, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Na Loi đã hỗ trợ bà con mở rộng được 1,5 hectare đất ruộng, góp phần tăng số diện tích lúa nước, giảm dần tình trạng phá rừng, làm nương rẫy. Để đảm bảo cho gieo trỉa cải thiện diện tích, xã cũng đã phân công ban chỉ đạo của xã là tập trung tuyên truyền, phân công ban nông nghiệp phụ trách tại các bản. Đồng thời, xã cũng phối hợp với ban chỉ huy đồn biên phòng Na Loi tổ chức mở rộng cái mô hình kinh tế tình quân dân bộ đội giúp dân cùng làm và phát triển kinh tế, đặc biệt là khai hoang ruộng nước để giảm diện tích dày lúa, để bảo vệ rừng, để nhằm đảm bảo cho việc tăng năng suất trên cây lúa nước của lúa rải tại địa phương xã Na Loi. Cùng với việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, huyện Kỳ Sơn đã tập trung tăng cường tuyên truyền lịch thời vụ của Ủy ban Nhân dân huyện đến tận bà con nông dân. Nhờ vậy, lịch thời vụ đã được bà con tuân thủ và thực hiện một cách nghiêm ngặt. Về cơ cấu giống đối với vụ hè thu, ngoài giống lúa truyền thống của địa phương, Phòng Nông nghiệp huyện đã chỉ đạo bà con nông dân sử dụng giống lúa Thiên Ưu 8 với năng suất ước đạt 54 tạ một hectare. Đây cũng là mục tiêu năng suất mà huyện biên giới Kỳ Sơn đặt ra trong vụ hè thu này. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, thực hiện theo lời Bác Hồ dạy, thương binh tàn nhưng không phế. Mặc dù mang trên mình thương tật do chiến tranh, nhưng nhiều thương bệnh binh trên địa bàn huyện Đô Lương vẫn luôn nỗ lực vươn lên làm kinh tế giỏi. Đập Lều, một vùng đất sâu trũng, quanh năm bỏ hoang, nhưng bằng nghị lực, sự quyết tâm của người thương binh này, thì nay nơi đây đã trở thành một trang trại trù phú. Mang trên mình thương tật của chiến tranh, là thương binh hạng 2/4, mặc dù đã để lại nơi chiến trường một chân trái, nhưng cách đây 15 năm, ông Nguyễn Văn Ba vẫn quyết tâm nhận vùng đất này để cải tạo làm trang trại. Trên diện tích 7,5 hectare, vừa phát triển trồng rừng, vừa chăn nuôi gia súc gia cầm đã đem về cho gia đình ông hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Bước đầu thì hết sức gian truân, rất vất vả, được không có. Rồi thứ hai là lầy lội, và thứ ba là có như là cạnh nhiều hơn đi, vì thiên nhiên lụt lội, nhưng mà tôi có quyết tâm nâng lên 10 năm 10 tỷ để mà cải tạo ra cái vùng đất của tôi. Cho tới nay thì nói chung bản thân gia đình cũng là an tâm và phấn khởi. Còn đối với thương binh hạng 2/4 Lê Đình Dần ở xã Yên Sơn, mặc dù sức khỏe không tốt, nhưng khi rời quân ngũ trở về địa phương, với những kiến thức của mình, ông đã mở cơ sở sửa chữa và dạy nghề điện dân dụng. Sau hơn 20 năm mở cơ sở, không chỉ vừa sửa đồ dân dụng cho nhân dân trong và ngoài huyện, ông còn đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, trong đó có con em của thương bệnh binh.
rời khỏi quân ngũ thì mình không có điều kiện làm được nhiều việc lớn. Thì dựa theo cái khả năng của mình để là phát huy cái công việc để tạo điều kiện, thứ nhất là cho tăng thêm thu nhập của gia đình, thứ hai nữa là phục vụ bà con, rồi là có điều kiện thì là nhận một số anh em để là giúp anh em đó là người ta có cái tay nghề sau này để là trang trải cái cuộc sống. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đô Lương có hơn 45.000 người tham gia quân đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, trong đó có hơn 6.000 người là thương binh. Trong đó có hơn 6.000 người là thương bệnh binh và nhiễm chất độc da cam dioxin. Ông Nguyễn Văn Ba và ông Lê Đình Dần chỉ là hai trong số hơn 100 điển hình thương bệnh binh ở Đô Lương đã nỗ lực vươn lên làm kinh tế giỏi. Từ quân ngũ trở về, mang trên mình vết thương của chiến tranh, sức khỏe không còn được đảm bảo, nhưng những thương bệnh binh đã nỗ lực không ngừng để phát triển kinh tế gia đình bằng các mô hình trang trại, gia trại tổng hợp, xuất vật liệu xây dựng, nghề mộc, điện dân dụng, kinh doanh các mặt hàng nông sản, đem lại thu nhập cao và ổn định cuộc sống gia đình. Trong những năm qua, thương binh binh trên địa bàn huyện Đô Lương luôn thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy. Thương binh tàn nhưng không phải, họ đã luôn luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đặc biệt có nhiều cái mô hình thương binh binh làm kinh tế giỏi, nuôi dạy con trưởng thành. Cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể của huyện Đô Lương luôn luôn quan tâm tạo điều kiện cho các thương binh binh phát triển kinh tế ổn định, vươn lên trong cuộc sống. Anh dũng trong chiến đấu và khi trở về đời thường, các thương bệnh binh ở Đô Lương nói riêng, các địa phương khác nói chung, đang hàng ngày luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên xây dựng cuộc sống gia đình, quê hương ngày một phát triển. Thưa quý vị và các bạn, mỗi người một cách làm khác nhau, nhưng tất cả họ đều có một điểm chung, đó là nghị lực, lòng quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để lao động sản xuất, tạo ra của cải, ổn định cuộc sống. Họ đã thực hiện được lời Bác Hồ dạy, thương binh tàn nhưng không phế. Thưa quý vị và các bạn, đất nước độc lập, dấu vết thương chiến tranh vẫn đeo đẳng, nhưng các thương bệnh binh, những người từng tham gia chiến đấu ở chiến trường, trở về với đời thường, luôn phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, vươn lên khẳng định mình, sống và làm việc có ích cho gia đình và xã hội. Sự lao động cần cù, ý thức tự vượt lên bệnh tật và mọi khó khăn trong cuộc sống của các thương bệnh binh đã và đang góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của nhiều địa phương. Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!